Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính cho phần đầu trong cái buổi sáng ngày hôm nay của các bạn trong tuần học sinh hoạt công dân. Đó là nội dung tọa đàm cựu sinh viên với cả các tân sinh viên cấp 31. Và ngay sau đây cho phép tôi sẽ trân trọng giới thiệu đến các bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay, anh Phạm Duy Tăng là cựu sinh viên K10 của trường Đại học Thăng Long. Xin kính mời anh và xin chào mừng đến với các bạn và xin mời anh chào. Xin cảm ơn anh Tăng đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự cùng với chương trình tọa đàm cựu sinh viên với cả tân sinh viên cấp 31. Ngày hôm nay thì quay trở lại trường sau một năm, anh có thấy nó có khác nhiều lắm không ạ? Trước hết thì cho em gửi lời chào thầy ạ. Em nhìn thấy thầy rồi ạ. Chào tất cả các bạn tân sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Lâu rồi mình về trường, lâu ở đây mình có nghĩa với khoảng độ vài tháng thôi, nhưng mà vì cái thay đổi của trường nó nhiều quá, nó thường xuyên quá nên là mình thấy là mình cũng choáng ngợp. Đây có mic rồi. Trước khi anh Tăng đến thì em có những cái sự chia sẻ với cả các bạn tân sinh viên là hãy nên tham gia, hãy nên join vào các cái hoạt động câu lạc bộ, tham gia vào cái chương trình của nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa đó, và cũng đánh giá nhờ cái việc tham gia như thế thì chúng ta sẽ giúp ích chúng ta rất là nhiều trong mối quan hệ và cái tích lũy những cái kỹ năng của chúng ta. Thì đứng trên góc độ là một nhà lãnh đạo, người quản lý, và đứng trên góc độ là một cái tuyển dụng, thì anh Tăng sẽ đánh giá nào và có những sự chia sẻ, xin mời anh Tăng chia sẻ với sinh viên về vấn đề đó. Rất cảm ơn câu hỏi của anh. Mình cũng xin đính chính lại, mình là Trần Duy Tăng, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần giải pháp phần mềm doanh nghiệp. Công ty mình thì là thành lập từ năm 2006, có 3 công ty, một công ty là chuyên làm về giải pháp trong nước, một công ty chuyên làm về gia công cho thị trường Nhật và thị trường châu Âu, và một công ty chuyên làm các dự án của Oracle, bên mình làm partner của Oracle. Mình học khóa 10, mình là Trần Duy Tăng, học khóa 10, toán tin khóa 10 ở trường Đại học Thăng Long. Cũng như các bạn ấy thì trước khi mà ngày xưa khi mà vào trường ấy thì là mình cũng có bạn ở các trường khác. Lúc đầu thì cũng rất là tự ti trong cái câu chuyện là mình học ở trường này hay trường kia. Nhưng mà rồi cái sự tự tin nó đi qua nhanh lắm, vì là thực sự là khi mà tiếp xúc với nhau thì cái trình độ ở tại thời điểm đó trường Đại học Thăng Long so với các trường như là toán tin của Đại học Bách Khoa hay Đại học Tổng hợp gần như là không có sự chênh lệch gì nhiều. Và qua cái sự cọ sát, qua một cái mùa hè mà mình đi ra bên ngoài, mình cũng đi thử đi xin việc, mình thử cọ sát xem, mình thấy được là cái đánh giá của thị trường với sinh viên Thăng Long là rất là tốt, phản ánh rất là tốt. Xin cảm ơn anh. Cái sự đánh giá tốt đấy thì nhìn nhận từ góc độ của bên ngoài, người ta đánh giá sinh viên Thăng Long tốt ở những cái điểm nào mà theo anh thấy là những cái sự khác biệt của sinh viên Thăng Long ra trường so với các cái sinh viên của các trường khác theo anh? Câu hỏi này thì cũng khá là khó, nhưng mà theo mình được biết thì là các cái nhà tuyển dụng mình thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà đứng về tí mình sẽ trả lời cái câu hỏi là đứng về phía mình là người nhà tuyển dụng. Đầu tiên mình trả lời cái câu hỏi là đứng ở góc độ mình là sinh viên tại thời điểm đó, thì gần như là các cái nhà tuyển dụng hồi đấy cũng chỉ có một số công ty lớn thôi, một số công ty lớn như FPT, như CMC và một số tập đoàn lớn tuyển. Thế còn gần như là thời điểm khi mà mình đi học hồi đấy năm 97 thì công nghệ thông tin nó còn khá thấp, thì các cái đơn vị lớn đều đánh giá rất tốt cái khả năng mà là thực hành của sinh viên Thăng Long, cái khả năng là chịu thương chịu khó, đúng không? Và cái độ nhiệt tình của sinh viên Thăng Long rất là lớn, rất là cao. Một trong những cái kim chỉ nam của nhà trường mà tạo nên thương hiệu của Đại học Thăng Long đó chính là học thật thi thật. Và cái câu chuyện của học thật thi thật thì theo anh nó sẽ ảnh hưởng nào đến với sinh viên khi sinh viên ra trường? Và có lẽ đấy có phải là một trong những cái điểm mà những nơi khác người ta đánh giá rất là cao sinh viên Thăng Long với độ thành thật, tính trung thực. Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay.
cái câu chuyện là về cái tính trung thực, đến ngay cả khi này sau này khi mà đi làm doanh nghiệp thì bên mình cũng cảm thấy nó thực sự là quan trọng. Mình kể một câu chuyện rất là vui thôi. Mình là sinh viên khóa 10 là Thăng Long. Trường Thăng Long thì có một cái quy chế rất là chặt chẽ. Bạn nào mà quay bài lần thứ nhất thì bị thẻ bài. Không biết bây giờ thì còn không. Quay bài lần thứ hai mà bắt được thì là thẻ đỏ, và toàn bộ cái môn trong trong cái kỳ đó là sẽ bị reset về không hết. Mà ở trường Thăng Long thì cứ bị reset về không là thi lại, học lại, mà học lại thì đóng lại tiền từ đầu. Nên là các bạn là như thời như mình ngày xưa là rất là sợ. Mình có một lần là mình học cái môn gọi là môn kinh tế chính trị. Bản chất là một người là học toán, chữ toán ấy, là thành ra học lúc đầu học lý thuyết thì có mấy 60 mấy câu thì cũng ngại, thì cũng theo một số bạn là quay, sau đó nó bị bắt thẻ vàng. Thế là cô Xính, hồi xưa mình còn được học các thầy cô như cô Xính và thầy Đoàn Quỳnh, gọi lên và Tăng ạ, những cái việc mà em chi chán như thế này nó sẽ đi theo em suốt cả đời, và nó sẽ không làm cho con người em trưởng thành được. Từ những cái câu nói, những câu chuyện vui đó của cô Dính, và nó theo mình cho đến tận bây giờ. Trong tất cả các bước đường thành công của mình cho đến bây giờ, mình đều tôn trọng một chữ đó là phải trung thực. Đó là câu chuyện của năm 1997. Đúng rồi. Nếu các bạn tính ra năm 1997 đến bây giờ nó là 21 năm. Và anh Tăng Cừ kể cho các bạn câu chuyện của 21 năm. Và nó rất là lâu, thậm chí có lẽ là cái quãng thời gian đó nó còn hơn tuổi của rất nhiều bạn trong số này ạ. Các bạn sinh năm 2000, sinh năm 2000. Cái điều gì làm cho một người sinh viên nhớ mãi những cái kỷ niệm như thế? Tận 21 năm rồi mà có lẽ là còn lâu sau anh cũng sẽ không quên những cái kỷ niệm thế, những cái gọi là cái tai nạn trong cái việc thi cử, đúng không ạ? Rồi cũng sẽ không thể quên những người bạn của mình, những người thầy cô của mình vào cái thời điểm đó, vẫn còn nhớ mãi những cái ngày tháng học ở ngõ Lệnh Cư, đúng không ạ? Ở đây các bạn ở Khâm Thiên đúng không ạ? Các bạn ở Khâm Thiên đúng không ạ? Nếu bạn nào ở Khâm Thiên thì các bạn sẽ biết là có ngõ Lệnh Cư ạ. Và cái ngõ Lệnh Cư thì đầu vào ngõ Lệnh Cư rất là nhỏ. Trong đó thì lúc đó là trường ta thuê một cái địa điểm ở trong ngõ Lệnh Cư, đó là một cái trường trung cấp nấu ăn. Câu chuyện này tôi được nghe các anh chị kể lại. Và cái việc mà chúng ta học ấy, thì học chung với cái trường nấu ăn đó, thì nó rất là bất tiện. Ví dụ như là đang học thì có mùi nấu ăn lên, mà thời đấy thì cũng đói, sáng làm gì được ăn phở, nửa gói mì tôm là ngon lắm rồi, và tí giá là hoành tráng rồi, đúng không? Không có đâu anh ạ. Vâng, thì chắc là cơm nguội. Nhiều hôm nhịn đấy ạ. Nếu cái buổi tầm trưa trưa lương lượng đang đói ấy, thế thì người ta nấu ăn. Thế xong cái ca chiều thì những cái dầu ăn rồi những cái vật liệu thải ra buổi sáng á, thì nó vẫn còn ở trên bàn. Có thể nói như thế này với các bạn như thế này này. Ở thời kỳ như anh Tăng học là K10 thì nhà trường có đi thuê ngõ Lệnh Cư này, sau đó chúng ta thuê ở Khương Trung này. Tóm lại tức là những cái thời điểm đó thì cái trang thiết bị về học tập, những điều kiện về giảng dạy nó sẽ nghèo nàn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là những sinh viên quay trở lại trường, những anh Tăng là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn. Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng là sự quay trở lại của những cựu sinh viên đó, nó là bởi vì họ có tình yêu với trường. Và cái tình yêu với trường đó nó được chấp cánh từ những cái thời điểm, từ những cái ngày đó, từ những ngày của năm 97 đó, cùng với tình bạn, cùng với những cái hoạt động mà chúng ta tham gia, cùng với cái sự thân thiết giữa đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường đối với sinh viên. Và quay trở lại vấn đề của trường học, có lẽ là tôi xin hỏi thêm anh Tăng một câu hỏi nữa, là thay mặt cho rất nhiều bạn, là các bạn có lẽ các bạn còn đang phân vân về vấn đề bằng cấp. Và theo đánh giá của anh thì cái bằng cấp nó có quá quan trọng không, và nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà các bạn xin việc hay không? Cảm ơn anh. Đứng trên góc độ bây giờ là một chủ tịch hội đồng quản trị và là người trực tiếp thường xuyên tuyển dụng, thì mình sẽ trả lời này. Không quan trọng các bạn học ở đâu, quan trọng là các bạn học được cái gì. Đó là cái điều mà nhà tuyển dụng cần nhất. Còn bằng cấp thì
là đúng là thương hiệu của trường nó cũng có tác động một phần, nhưng nó không quan trọng đến mức mà quyết định cái sự mà tuyển dụng các bạn đâu. Quan trọng là các bạn làm được gì cho doanh nghiệp và cho xã hội. Đó mới là cái thứ mà nhà tuyển dụng cần. Thì đứng về phía những góc độ như công ty mình, thì tất cả các bạn sinh viên Thăng Long đều là những người mà mình rất yêu thích và thích được tuyển dụng các bạn. Một tràng pháo tay cho quan điểm vừa rồi ạ. Tại hôm nay đến chia sẻ với chương trình tọa đàm cựu sinh viên với thân sinh viên K31 thì có lẽ anh Tăng sẽ có rất nhiều những cái điều tâm huyết của mình muốn chia sẻ với các bạn sinh viên. Thì sau đây tôi xin phép sẽ nhường lại sân khấu cho anh ta để anh sẽ cùng chia sẻ với các bạn sinh viên được không ạ? Cảm ơn anh. Chắc là mình chia sẻ vài câu ở đâu đó mình muốn lắng nghe từ cái câu hỏi từ phía các bạn. Đứng trên góc độ là một người tuyển dụng và đứng trên góc độ là một người anh, là người đi trước, mình khuyên các bạn là các bạn, mình vẫn nhắc lại câu hỏi là không quan trọng là các bạn học đâu, quan trọng là các bạn học cái gì. Cố gắng trong 5 năm khi mà ngồi trên giảng đường Đại học Thăng Long, đây là một môi trường rất tốt, có rất nhiều điều kiện để cho các bạn có thể thực hành, có thể va chạm. Nếu các bạn mà thực sự cần một môi trường mà thực nghiệp thực sự và muốn là tương tác với lại bên ngoài thì các hãy cứ liên hệ với mình sẵn sàng nhận tất cả các bạn. Có thể là các bạn nếu đông quá thì có thể chia ra theo từng đợt một, bên mình sẽ tổ chức và sau đó sẽ hướng dẫn các bạn, có thể đưa ra cho các bạn các cái định hướng nó rõ ràng hơn và có thể tạo môi trường cho các bạn có thể thực tập ngay từ sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai. Và một cái nữa là bên mình sẵn sàng tuyển dụng tất cả các sinh viên Thăng Long, nhất là khoa toán tin và khoa tài chính kế toán, nó là hai cái chuyên ngành mà bên mình cần nhất. Các bạn là có câu hỏi gì có thể là hỏi trực tiếp mình. Các bạn cần hiểu rằng chương trình tọa đàm này là một cái chương trình mà chúng tôi rất muốn là cái sự tương tác của các bạn đối với chương trình. Phải nói như thế này là không dễ để các bạn có thể được gặp mặt gần gũi như thế. Những người anh, những người chị các bạn đã có những cái cương vị nhất định và được đánh giá trong xã hội, không dễ một tí nào. Và đây là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta có thể đặt những câu hỏi của chúng ta để tương tác với khách mời của chương trình. Và trên góc độ là một người anh quay trở lại với nhà trường để nói chuyện với các bạn thì có lẽ anh Tăng sẽ không giấu nghề một tí nào, có lẽ anh Tăng sẽ sẵn sàng chia sẻ hết với các bạn. Sẵn sàng. Vâng, sẵn sàng. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng đi xuống một chút để gần gũi hơn các bạn được không?